Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua carbon mang thương hiệu của XDSRC1. Vâng, đây là một chiếc xe có bộ khung cực kỳ đẹp các bác nhé, đến từ thương hiệu của XDS. Các bác thể lên Google để search về chiếc xe này, XDSRC1 nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, như em giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe này có bộ khung rất là đặc biệt, rất là đẹp. Em sẽ lướt qua bộ khung. Vẫn là gam màu đỏ đen. Đường vẹt đỏ đây, chỉ sơn đỏ. Cái RC kéo dài màu xám tận đuôi đây, rất là đẹp các bác nhé. Khung đứng uốn lượn theo bánh này. Em đánh giá chiếc xe này cực mới trên 95%. Xe rất là cao cấp, sử dụng cấu hình 105 và Tiagra, được nâng cấp lên củ đề của Shimano 105 các bác nhé. RC1. Xe vẫn được trang bị dây âm sườn cao cấp. Khung khí động học cho xe tối giản nhất lực đẩy của gió. Cọc yên carbon. Khung nhôm cọc yên. Khung carbon, cọc yên carbon và càng cũng carbon. Càng nguyên bản của XDS RC. Cả đồ đều nguyên zin theo xe. Đây là của XDS, của Ford đây. Yên thì rất là mới các bác nhé, yên nguyên bản của XDS. Bộ phanh dầu thủy lực của Techtro. Phanh ba mảnh. Em nhầm. Phanh ba mảnh Techtro. Thường những dòng đua thì chỉ có phanh ba mảnh cơ bản. Sử dụng gạt đĩa cao cấp của Tiagra. Đùi đĩa của FSA. Đùi đĩa 2 tầng. Xe vẫn giữ được bộ vành zin của XDS RC. Đây là một chiếc xe rất cao cấp, chiếc xe carbon đến từ thương hiệu XDS. Và bên phía trên thì xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Tiagra. Bên này bên lip 10 tầng. Bên đĩa 2 tầng cho xe 20 tốc độ. Bộ chuyển động của Tiagra. Củ đề 105. Bộ vành trước đây. Xe được trang bị bộ lốp của 700x23C. Cái van ti đây cũng nguyên bản theo xe các bác nhé.
Rồi sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 49-50. Phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Xe được trang bị 10 tầng lip. Đây 10 tầng lip, lip rất là mới các bác nhé. Đây là stick củ đề của Shimano 105. Bây giờ mình sẽ test chuyển động của xe 10 tầng lip. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Xuống lip. Bên tay phải là của em bé bên đĩa. Đùi đĩa ở FSA. Gạt đĩa ở Tiagra. Xuống đĩa. Đùi đĩa 2 tầng. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Phanh 3 mảnh. Bên đây có một cái mã vạch của xe. Vâng, đây là bên bên này xe đây, đùi đĩa của FSA. XDF RC1 carbon. Chiếc xe rất là nhẹ các bác nhé. Gần như full carbon toàn bộ. Vâng, và vừa review xong chiếc xe XDF RC1. Một chiếc xe carbon được trang bị nguyên bộ cấu hình của Tiagra và được nâng cấp củ đề của 105. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc 715. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp. Nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp mới về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.